Đây quý vị ơi, sáng nay em làm cái video ngày 31 tại nay ngày 31 tại tháng 5 năm 2022 hả quý vị. Thì ngày hôm qua cũng có chốt cho mấy anh em Tân Anh cũng được 3 con rồi ha. Mấy anh em nào tranh thủ muốn mua thì gọi lên số điện thoại cho màn hình ha, để chốt về Tân Anh luôn đêm nay luôn ha. Hả quý vị. Thì đây vô lại với lời. Đây, em quay chùm 3 đây. Đấy, đó, bò này dài đòn. Dữ lắm nha quý vị. Đù rít ngang, bò này thuộc dạng bò già ha mấy anh em. Bò này thuộc dạng bò già ha. Thì chùm 3 con này đó ha. Chùm 3 con bò lớn này đó ha. Là em báo giá cho quý vị luôn là 106 triệu ha. Bò em bao cho quý vị trên mấy tư bò hết. Bao cho quý vị một con từ giá đôi hai đôi, găng á, bẻ găng rồi hết rồi quý vị, cho mấy anh em ủ đường ngắn nè. Đây. Đây nè quý vị, cổ cặn nó gì nè. Đó. Xương nó gì nè. Cái móng thì em bao cho quý vị là móng sò hết ha, không có nào móng heo hết nha quý vị. Đấy, sừng già. Ba con bò này đều hai răng rồi hết nha quý vị. Già bò. Đấy, trên mét tư bò ha. Rồi 106 triệu ha quý vị, gồm phí bao xe nha anh em. Đấy rồi tới chùm 3 nữa nè. Đó chùm 3 nữa nè. Chùm 3 là con khú, hai con khú con trắng đó, thì em bán cho quý vị là 85 triệu ha, bao cho quý vị 1m38 bò ha. Thì lên video là em nói chính xác dưới 1m38 thành cho quý vị ba con ha. Đây 1m38 bò 86 triệu ha quý vị. Đây bò dày bò ngang quý vị, còn cái nào ốm thì em nó ốm ha. Đây đây xương sát nó gì nè, móng sò ha, không có con nào móng heo hết nha quý vị. 1m38 bò 86 triệu hai bò này có bẻ răng rồi nè nghe quý vị. Đây nè, hai bò này có bẻ răng rồi, 86 triệu ha. Đấy con móc con thú rồi. Thì chùm ba con này em có bán về Tân Ninh rồi, có chủ rồi ha. Thì em quay lên mấy con bò này nữa, sẵn chuyến xe buổi trưa ngày hôm nay, sẵn chuyến xe cái em ghép đi luôn. Rồi với con bò mét xăm mấy nữa nè, 45 triệu nữa nè. Đó con bò này y như hình mẫu rồi trời, nó đứng ngang phả mặt em đó quý vị. Thì quý vị tính đi, mét xăm mấy bò đó dữ lắm, bò bản đùi bản dạo xương sát nó gì nè, dữ dằn lắm. Đây 45 triệu nha quý vị. Thì chạy bò Phúc Lộc là nằm ở địa chỉ ấp An Hòa, xã An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, hướng đi lên Châu Đốc tầm khoảng 30 cây số nữa ha quý vị, nằm nửa chặn Long Xuyên nửa chặn Châu Đốc ở tỉnh An Giang mình nghe quý vị, để mấy anh em bình luận vô hỏi tỉnh hoài. Đây bò này dữ lắm ngang quý vị, mét xăm mấy bò nè. Bò này quý vị nuôi lầm nọc là hết khoảng, mua kiển luôn ha. Đấy còn chùm đó thì 106 triệu ba con ha, ba con 106 triệu bò dày đòn dài nha quý vị. Đùi nó gì nè, hết hộn bò này cái đùi ký, mấy con bò thường thường đùi gì nè, kilo dữ lắm nha quý vị, thẳng da hey. Chứ con quá dữ. Đó ghê hồn, đòn dài. Đây con bò này nữa nè, 106 triệu nha quý vị. Mấy anh em nào muốn mua một con thì em bán một con, hai con em bán hai con ha, ba con bán ba con, bởi vì có chia có anh em cũng mua về Tân Ninh rồi, có chuyến xe chứ cũng có mấy con bò giao cho mấy anh em chút xíu cũng bắt về, mấy anh em tin tưởng giao đó. Thì nay cũng được 6 con rồi ha, thì mấy anh em mua thêm 7 con bò nữa đi, sẵn xe đi xe dài luôn ha, cho nó gửi tiền xe mình ra ha. Đây rồi, mấy anh em nào mà mua thì tranh thủ buổi trưa này gọi lên số điện thoại cho em ha, số đó cũng là số Zalo luôn ha, 0965185252 ha quý vị. Đây để em quay dàn đầu là ngược lại cho coi, từ con ha, dữ lắm, đè đúc đặt. Rồi em kết thúc video nha quý vị, mấy anh em thấy hay thì cho em xin một đăng ký đi ha, và mến em thì cho em một lượt like ha, để cái kênh được 5.000 người đăng ký thì em sẽ có quà cho từng anh em hết ha. Rồi cảm ơn anh em rất nhiều.